Phanh Rijkaard đường truyền cho Ronaldinho. Đây là Jude Bellingham, những pha phối hợp 1-2 quá hay của cầu thủ Real Madrid. Tương lai của Real Madrid đã có một tình huống qua người đẳng cấp sau khi có một cú dứt điểm mẫu mực. Hello, xin chào cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình, mới Love For Why đây. Giống như tiêu đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bộ ba tấn công đắt đỏ nhất nhì game FIFA Bayern Quốc. Nói là nhất thì không đúng, nhưng mà nói là thứ nhì thì chắc chắn là không sai. Trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy ba cái tên trên hàng công, đó chính là Cristiano Ronaldo của mùa UTUTS năm 2022. Đây là mùa thẻ Ronaldo hay nhất theo đánh giá cá nhân của mình. Còn đánh giá cá nhân các bạn như thế nào thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới nha. Bổ sung cho Ronaldo trên hàng công sẽ là Ronaldinho và Thierry Henry của mùa Best of World Cup. Thierry Henry con hàng được review rất nhiều trên group FIFA Bayern Quốc, 102.000 thành viên với điểm đánh giá trung bình khoảng 10/10. Mình xin nhắc lại là 10/10 nha. Những con hàng đắt đỏ hơn Thierry Henry hay Ronaldinho hay là Cristiano Ronaldo, mình chỉ kể được ra vài cái tên thôi. Thay thế phía trên Ronaldo thì chỉ có Benzema của mùa UTT và Ronaldo béo của mùa Best of World Cup. Còn từ Henry hay là Ronaldinho thì chỉ có mùa 2-3 UTT mà thôi. Nhưng mà hiệu quả thì chưa chắc nha. Chúng ta cùng đến với các bộ chỉ số của ba siêu tiền đạo tấn công này. Thì chúng ta có thể thấy rằng là bộ chỉ số ẩn quá khủng khiếp. Như Ronaldo đây có thể thay chỉ số ẩn đánh đầu mạnh vào, có mà tốc độ. Ronaldinho hay là Thierry Henry nếu mình không nhầm thì cũng có ma tốc độ nha anh em. Bộ ba tấn công phải gọi là cực kỳ khủng khiếp trong lịch sử. Đây, Ronaldinho thì không có ma tốc độ, mình nhầm rồi. Người có ma tốc độ là Thierry Henry. Nhưng mà anh em hoàn toàn có thể thay chỉ số của Ronaldinho khi mà đã nâng cấp thành công lên cộng 5. Đây là một điểm cực kỳ hay của tựa game FIFA Mobile Hàn Quốc. Không biết anh em có để ý đến cái điểm này hay không. Ở bên dưới bổ trợ chúng ta có Jude Bellingham, cầu thủ đang được đồn đoán sẽ cập bến Real Madrid, và Kevin De Bruyne, tiền vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì đội hình này có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với sự xuất hiện của Frank Rijkaard thay cho Ronaldo, Nazario de Lima. Từ nãy giờ mình không nhắc đến Robéo vì là Robéo của mùa National Icon theo mình đánh giá là bây giờ đã không thuộc vào những con hàng top rồi nha anh em. Robéo 115 đâu đó khoảng hơn 4 tỷ thì đây chuẩn bị trở thành con hàng bình dân. Còn thì những con hàng top thì phải kể đến như là Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Thierry Henry, Ronaldo, rồi thì Ronaldinho. Bên dưới chúng ta có Neymar, Vidic, Vazin Van Dijk của mùa UTOS. Hai hành lang cánh là Zamrota và Bremer. Và không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng đi chiêm ngưỡng cũng như là đi test sức mạnh của siêu đội hình đâu đó khoảng 400 tỷ với bộ ba tấn công hơn 100 tỷ này. Trận đấu đầu tiên thì Real Madrid sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Real Madrid sẽ được thi đấu trên sân nhà và họ sẽ mặc bộ trang phục truyền thống của họ, đó chính là áo trắng, quần trắng và tất trắng. Đội khách Manchester City sẽ mặc bộ trang phục rất lạ là quần tím, áo tím và tất tím. Đây rồi, những pha phối hợp đầu tiên, đây là Jude Bellingham. Chúng ta có thể thấy rằng quá nhẹ nhàng và tỷ số là 1-0. Ngay phút thứ 6 của trận đấu, Jude Bellingham, cầu thủ tin đồn của Real Madrid, đã có một tình huống cực kỳ đẳng cấp. Pha quay chậm xin luôn 30 của hậu vệ Manchester City trước khi có một cú cứa lòng vào góc xa. Không có một cơ hội nào cho thủ môn của Manchester City cả. Real Madrid đã vươn lên rất sớm, một sự thuận lợi khi mà họ được thi đấu trên sân nhà. Lại là pha cướp bóng thành công, và đây là Ronaldinho, tiếp tục là Ronaldinho. Pha đối mặt thủ môn là thấy rằng là cú dứt điểm thẳng vào góc xa của khung thành. Dù là một cầu thủ chạy cánh nhưng mà Ronaldinho vẫn có bộ kỹ năng dứt điểm cực kỳ bá đạo. Không có một cơ hội bất kỳ nào dành cho thủ thành của Manchester City. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Jude Bellingham và Ronaldinho đều là một cú dứt điểm quá khó. Và thủ thành của đội khách không có lỗi gì trong những cái tình huống này cả. Manchester City chắc chắn sẽ tràn lên, và liệu họ có thi triển lối đá đang được gọi là hot meta server FIFA Bayern Quốc là Takadada. Đây rồi, nghi lắm, Ruud Gullit đã đưa bóng sang bên phía anh đang cánh phải, và liệu có thực hiện cú tạt hay không. Không thể qua được tốc độ của Bremer. Bremer đúng là một LB quốc dân trong tầm giá khoảng 2-3 tỷ, anh em nên chơi Bremer nha. Tiếp tục là bộ ba tấn công Ronaldo, Ronaldinho và Thierry Henry, không được rồi. Jude Bellingham CM nhưng mà vẫn dâng lên rất cao. CM Jude Bellingham của mùa UTUTS năm 2022, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới, đội bạn đang hơi bất lực trong việc triển khai tấn công. Sau 3 nhịp bóng thì Donnarumma đã ôm gọn trái bóng này rồi. Anh sẽ là người triển khai tấn công lên. Vazin Van Dijk đường truyền dành cho Jude Bellingham. Đây là Ronaldo, dáng chạy quá giống anh 7. Đường truyền cho Ronaldinho, tiếp tục là Ronaldo, không được rồi. Đường chọc khe cho Ronaldinho, và 3-0 ở phút 28.
góc sút đá quá hẹp, nhưng như mình đã nói lúc nãy, khả năng dứt điểm của Ronaldinho là không có gì để chê. Ở vị trí R đúc hay là đúc, không có quá nhiều cầu thủ có thể vượt qua Ronaldinho, kể cả là Lionel Messi hay Son Heung-min của mùa VIP mới nhất UTUDI năm 2023, thì độ hiệu quả mình nghĩ rằng cũng chỉ là 1-9-1-10 thôi. Đội bạn đã out luôn sau khi thua bàn thắng thứ 3, và sức mạnh của ba tấn công này không có gì để bàn cãi trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ test thêm một trận đấu nữa vì là đội hình này đã rất vào tay, rất êm, cực kỳ đẳng cấp. Một lần nữa chúng ta lại được chiêm ngưỡng những bước chạy của Cristiano Ronaldo trong màu áo của Manchester United nha. Sau này thì chắc chắn sẽ có những thẻ của Ronaldo mới, nhưng mà trong màu áo của Al-Nassr, các cầu thủ Real Madrid ngày hôm nay tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, và họ lại được mặc bộ trang phục may mắn của họ, trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Các cầu thủ đội khách mặc bộ trang phục áo đỏ đen, quần đen và tất đen, và dốc cánh của Ronaldinho. Tốc độ cực kỳ tốt của Ronaldinho, mặc dù không có ma tốc độ nhưng anh vẫn bỏ xa hậu vệ đối phương, chỉ có điều là dòng hơi sâu. Tình huống đó tạt bóng thì khả năng ăn bàn là rất cao, nhưng mà thôi mình không tạt. Tạt thì sẽ lại để lại những tranh cãi là làm clip mà lại còn tạt. Bây giờ cái vấn đề tạt bóng nó rất nhạy cảm anh em ạ. Nó chia thành hai trường phái, một là trường phái nói rằng tao thích thì tao tạt, đúng không? Game là của tao, tao chơi thế nào là quyền của tao. Còn một bộ phận thì nói rằng là chơi game là để đẹp đẽ, là để công hiến. Nói chung là mình thì mình không dám có ý kiến. Những pha phối hợp đầu tiên của các cầu thủ Real Madrid, và đây là Thierry Henry. Ui trời ơi, đội bạn xoạc như thế kia thì bàn thắng chỉ có đẹp hơn thôi, làm sao mà thể ngăn cản được bộ đôi này. Tốc độ là quá khủng khiếp của cả Thierry Henry và Ronaldinho. Đội bạn chát cái gì kia? Chát cái gì vậy? Đây rồi, pha thả bóng xa ngang quá hay của Thierry Henry, lỡ đà cả thủ môn và hậu vệ của đội khách. Tiếp tục là Real Madrid gặp Manchester City ạ. Manchester City này hơi nhiều duyên nợ. Trận đầu tiên đã out rồi, không biết rằng trận thứ hai thì có out hay không, khi mà các cầu thủ Real Madrid đã vươn lên rất sớm. Đấy rồi, đường truyền cho Ronaldinho, đội bạn đang thực hiện sơ đồ đó là tấn công tổng lực. Đây là Ronaldo, và lại là một tình huống căng ngang cho Thierry Henry. Sang đến trận đấu thứ hai thì Thierry Henry mới nổ súng. Chúng ta có thể xem những pha phối hợp cực kỳ mẫu mực của cầu thủ Real Madrid. Một tình huống chọc khe hay dành cho anh Bảy. Anh Bảy đỡ lại một nhịp và căng ngang. Một đường chọc khe cũng tinh tế không kém dành cho Thierry Henry. 2-0 ở phút 23, và một kịch bản đang lặp lại trước mắt chúng ta khi mà đội bạn đang thất thủ quá sớm. Trận đấu trước thì đã out sớm rồi, còn trận đấu này thì mình nghĩ là không đâu, khi mà đội bạn đang... Ồ đây rồi. Cái bất cập của sơ đồ siêu tấn công là như thế này, là khoảng trống quá lớn và không ai có thể tì đè được Cristiano Ronaldo. Những bước chạy của siêu sao người Bồ Đào Nha, và đây chính là điệu nhảy siêu. Rất rất nhiều thế hệ, rất rất nhiều cầu thủ từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp hay là nghiệp dư hay là phong trào đều cover theo điệu nhảy này. Một pha tì đè quá hay của Ronaldo, 3-0 ở phút 27, đội bạn vẫn chưa out nha. Manchester City này kiên cường hơn Manchester City trước, và đội bạn liên tục tấn công bên hành lang cánh của Bremer. Zambrotta ở bên kia cánh phải thì chịu ít những áp lực hơn, có lẽ là thuận theo chiều tấn công. Một tình huống tạt bóng và tỷ số là 1-3. Phút thứ 32, và đội bạn dù không có bài vở gì nhưng vẫn có Erling Haaland ở trên hàng công và chớp thời cơ quá nhanh từ một tình huống tạt bóng. Sẽ không có tình huống tranh cãi nào cả khi mà bây giờ đó là meta và chúng ta sắp được big update. Big update thì chắc chắn sẽ thay đổi ít nhiều cái phần tạt cánh đánh đầu này. Nó sẽ là một meta khác, như kiểu là meta sút xa hay là gì đó thôi. Đâu thì mỗi thời nó sẽ có một meta mà anh em cũng nên thích nghi với nó. Đội bạn đang thực hiện cái chiến thuật siêu tấn công như thế này. Tấn công tổng lực thì hơi khó cho hàng phòng ngự của chúng ta, nhưng đó là lại là một thuận lợi cho những cầu thủ trên hàng công. Đây là Jude Bellingham. Các cầu thủ của Real Madrid đang có một khoảng trống quá lớn. Jude Bellingham không được và cứ lòng ở khu vực 16m nhưng không thắng được thủ thành của Manchester City. Các thủ môn trong game FIFA 23 Hàn Quốc thì bây giờ đang được búp rất nhiều, và nếu không có những pha dứt điểm chuẩn mực thì việc chúng ta dễ dàng đánh bại họ là điều không thể. Đội bạn lại dàn cánh sang bên phía của Bremer. Đây là Kevin De Bruyne. Tiếp tục là các cầu thủ Real Madrid. Đây là Ronaldinho. Tiếp tục là Ronaldinho, và fake shot quá dẻo của Ronaldinho. Ronaldinho và Thierry Henry mỗi người một cánh thì nói thật là hậu vệ đối phương tối về mở nồi cơm ra thì liên tục thấy hai cầu thủ này chạy quá nhanh và quá khéo. Không những chạy nhanh mà còn khéo. Đây là hai lờ đúc rờ đúc, phải gọi là mẫu mực trong tựa game này. Nếu anh em có tiền thì anh em ngay lập tức đưa về đội miền núi cậu cao không bằng siêu sao cộng một nha anh em. Đây là những con hàng top trong các siêu đội hình rồi, không có gì phải lấn cấn cả. Lấn cấn chỉ là có tiền hay không thôi. Các cầu thủ đội khách liên tục tấn công bên phía hành lang của Bremer, và Bremer đã bắt bài liên tục hai pha.
sau hai trận đấu này thì có lẽ là rất nhiều người sẽ sắm Bremer về đội, vừa nhanh vừa thủ tốt mà lại còn công tốt. Đây là Thierry Henry, tiếp tục là Thierry Henry, pha qua người của Thierry Henry và tình huống ZD, trời ơi, thằng đội bạn bắt ghê vậy. Hai pha ZD của Jude Bellingham và Thierry Henry, những cầu thủ tốt đầu game mà vẫn đẩy được, thật sự là khó hiểu. Khi mà ngày hôm nay thủ môn đội bạn đang chơi lên đồng, nhưng với sức tấn công của ba siêu sao ở trên hàng công của chúng ta thì có lẽ là bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bộ tứ vệ ngày hôm nay Zambrotta cùng với đó là Nevan Zavidic, Vazin Van Dijk và Bremer đang làm rất tốt. Ở phía bên dưới thì Donnarumma vẫn chưa phải hoạt động quá nhiều, anh chỉ mới nhận duy nhất một bàn thua đến từ pha đánh đầu của Erling Haaland. Các cầu thủ Manchester City cứ tạt như thế này thì hơi vô vọng cho họ khi mà chúng ta đã bắt bài. Đây là Thierry Henry, tiếp tục là Thierry Henry, tốc độ quá khủng khiếp của Thierry Henry, đường truyền lên cho Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne của mùa Utoti 22, mùa này đã ra được hơn 1 năm rồi và bây giờ thì mình thấy rằng dù vẫn là một trong những con hàng top ở vị trí của mình, nhưng mà những pha tranh chấp như vừa rồi anh em có thể thấy là Kevin De Bruyne cũng tương đối yếu thôi. Pha cắt bóng tốt thuộc về Vazin Van Dijk. Khi mà Vazin Van Dijk phi ra thì ở bên trong anh em có thể nhìn thấy Nemanja Savic vẫn đang chốt chặn một cách vững chắc. Bóng được truyền lên sau pha thoát pressing của các cầu thủ Real Madrid. Đây rồi, đây là Ronaldo, đường truyền dành cho Thierry Henry, tiếp tục là Thierry Henry, tiếp tục lại là Thierry Henry, không được, trời ơi. Thủ thành đội bạn đã đẩy 3 pha bóng nguy hiểm liên tục và đây có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này không phải là Ronaldo, không phải là Henry mà chính là thủ thành của Manchester City. Bremer, khoảng trống là vô cùng lớn dành cho cầu thủ Real Madrid, tiếp tục là đường truyền dành cho Bremer, Bremer. Ui xôi ôi, xoạc bóng quá mẫu mực. Ngày hôm nay anh em có khai sáng ra con hàng Bremer, không biết anh em có thích con hàng này không, nhưng mình thì mình quá thích luôn, đá quá cháy. Các cầu thủ Manchester City vẫn đang kiên cường và họ vẫn còn đâu đó khoảng 4 phút tính cả thời gian bù giờ để có thể gỡ, nhưng mà gỡ làm sao được ạ. Ở bên dưới các cầu thủ Real Madrid vẫn đang thi đấu quá hay, người vừa cướp bóng là Kevin De Bruyne, đường truyền sang cho Thierry Henry. Trận đấu này chúng ta tập trung tấn công bên phía cánh của Thierry Henry, tiếp tục là Thierry Henry và đây là anh Bảy. Úi xài ơi, anh Bảy có chỉ số bản ăn vạ đấy, đừng có mà lao vào anh Bảy. Và chúng ta đã có một tình huống đá penalty. Người đứng trước quả đá phạt đền này là Bremer và không có một tình huống nào xuất sắc nữa đến từ thủ thành của Manchester City. Tỷ số đã là 4-1 và chúng ta tiếp tục có một trận thắng giòn giã. Bộ ba tấn công của chúng ta vẫn thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của mình. Nếu không nói đến Ronaldinho, nếu không nói đến Thierry Henry hay là Kevin De Bruyne thì trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất có lẽ là Bremer. Trận đấu có 2 phút bù giờ và trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu này rồi. Một màn tấn công cống hiến của bộ ba siêu tiền đạo bên phía Real Madrid. Cảm ơn anh em rất nhiều.